Bây giờ, xin các bạn tiếp theo tập thứ 16 của Qua Đồi Trinh Nữ. Những người như ông Tài, Thúy Vân, Trung Sĩ Ớt chỉ là nạn nhân của một tập đoàn gian ác bất nhân và cuồng tín. Cánh tay dài đầy những móng vuốt nhọn hoắt của nó vươn ra khắp nơi trên mọi vùng của đất nước thân yêu. Điển hình nhất ở nơi đây là một tên khôn lanh quỷ quyệt được gọi là Anh Ba. Một ngày nào đó, Nhật sẽ chạm trán với Anh Ba. Chàng mong ngày đó đến rất sớm để cứu những con người đáng thương trên đây, hoặc nhiều người hơn nữa mà chàng chưa biết hết. Có lẽ chàng phải nên thân mật với Thúy Vân, để Anh Ba tưởng chàng chỉ là người vô dụng háo sắc, dâm ô, không cần phải để ý hoặc bận tâm suy nghĩ. Trời đã quá trưa, ánh nắng lọt qua khe lá rung rinh trên áo Thúy Vân vì những làn gió nhẹ. Nắng tô cho màu vàng càng thêm rực rỡ. Nhật nhìn xuống con nước đang róc rách, nhìn qua khe đá như những nốt nhạc trầm bổng, mà nhớ đến câu thơ của Nguyên Sa, áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc. Nơi núi rừng này tìm đâu ra hoa cúc để yêu bây giờ? Chàng bỗng thấy mình thiệt thòi và đâm ra ghen tị với những chàng thanh niên khác đang ở chốn thành thị. Nhưng đó chỉ là một thoáng nghĩ qua rất nhanh đến độ không kịp để chàng tiếc nuối vu vơ. Nhật cũng nhận ra mình đang hạnh phúc mà chàng đang ôm trong tay, sát ngay lồng ngực. Thế thì đâu còn gì để chàng đòi hỏi nữa. Không gian yên lặng quá, yên lặng đến độ chàng nghe được tiếng thở đều đều của Thúy Vân. Nhật cúi xuống nhìn nàng đang ngủ ngon lành mà chợt thấy lồng ngực mình như tê buốt. Ồ, nếu có một chiếc quạt trong tay thì Nhật sẽ sẵn sàng phe phẩy mà ngâm câu thơ trong bài Ngậm Ngùi của Huy Cận. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây. Chàng cố gắng giữ yên lặng, bất động như pho tượng để cho Thúy Vân tròn no giấc ngủ. Nhật biết nàng đang mệt sau những cơn khóc òa, khi nỗi niềm tâm sự đè nặng trong tâm tư vừa được tháo gỡ ra để đưa sang cho chàng gánh vác. Nhật sung sướng ghé vai nhận lấy và hãnh diện rằng mình đã làm được một chuyện, dù nhỏ mọn cũng là giúp đỡ cho người. Trên cao, ba ông đệ tử đang sốt ruột và đói bụng vì chờ lâu mà chẳng thấy ông thầy làm ăn gì, cứ ngồi yên như pho tượng. Như mấy ông đạo sư nhập thiền nên cũng tức mình. Chúng nó thấy Thúy Vân đã xà vào lòng òa khóc nức nở. Thật là cơ hội bằng vàng để mà dỗ dành, để mà nựng nịu. Mà ông thầy cứ tỉnh bơ như không nên chúng nhìn nhau ngao ngán. Thằng Du nhìn hai đứa khẽ nói. Ý ông thầy mình cứ lòng vòng hoài mà chẳng tấn công thẳng vào mục tiêu, hay là ổng không làm nổi? Nhiều lắc đầu phản đối. Ý, bậy nè, chắc ông thầy đang toan tính chuyện gì đó chứ đâu phải ổng không làm nổi. Thôi, mình kêu ổng diện cơm tao đố bụng rồi. Trong ba đứa người lo chuyện thổi cơm nước là anh chàng Kiệt. Nghĩ đến chuyện thổi lửa nhóm bếp lúc này nó cũng ngại lắm, thế nên Kiệt đề nghị. Ê, nấu nướng làm gì cho mệt, mình kêu thiếu quý nói cô thiếu dân dọn cơm cho ăn là khỏe ru, ở câu lạc bộ thiếu gì đồ ăn, không chừng có rượu uống chứ chẳng chơi. Nghe nói tới rượu là hai đứa kia cùng khoái chí, chúng cười vang thích thú rồi reo lên. phải đấy, cô dân thì thiếu gì rượu. Thúy Vân đang mơ màng giấc mộng nghe tiếng cười gọi tên mình vội vàng nhổm dậy ngơ ngác nhìn lên. Nàng thẹn thùng thấy ba người lính đang đứng ở trên cao, đang nhìn xuống nói cười vui vẻ. Ngước mắt nhìn lên Nhật, Thúy Vân khẽ hỏi. Gì vậy anh? Nhật cũng đứng lên nắm tay Thúy Vân rồi ôm cả người nàng đặt lên tảng đá. Chàng âu yếm như một người chồng cưng chiều nịnh vợ trả lời. Ê, mấy thằng đó bảo em ngủ say quá, gối đầu xõa tóc lên ngực anh trông đẹp như công chúa Bạch Tuyết ngủ trong rừng. Chúng nó đang đói bụng, đòi em về câu lạc bộ nấu cơm cho chúng nó ăn kìa, em có chịu không? Thúy Vân sung sướng nàng ôm lấy đầu Nhật ép sát vào ngực mình, quên cả những nỗi lo âu, cười đáp. Chịu, em chịu. Em chỉ mong được nấu cơm cho anh và mấy chú đó ăn suốt cả đời. Thôi, mình về ngăn anh. Nhật dìu Thúy Vân bước trên sườn đồi rồi đi theo đường mòn ngang qua trường học. Khi ấy cô giáo Ngọc Anh vừa tan lớp. Cô thấy bóng Thúy Vân và Nhật đi sát nhau quá cũng đâm ra bực mình. Cô thấy ghét cay ghét đắng cả hai nên biểu lộ một sự khinh bỉ bằng một cái nguýt dài. Cô lại biểu môi chê cái con nhỏ bán câu lạc bộ trong điệu bộ quá lẳng lơ khó coi. Cô kéo chiếc dù che nắng nhiều màu lên, mắt nhìn thẳng về phía ấp A. Điệu bộ và dáng dấp của cô rõ ràng là một nhà mô phạm.
chiều dần rơi xuống thung lũng làm thẫm màu xanh của lá, núi rừng đang chờ đón đêm về. Mấy hôm liên tiếp, mưa hè đổ xuống tràn trề, rừng xanh được tắm gội thỏa thê cho cây đâm chồi nảy lá, hoa bằng lăng nở rộ màu tím hồng trên những ngọn xanh, thấp thoáng dưới chân đồi, lớp bụi đỏ mờ hàng ngày đã được gội sạch đi, núi rừng như thay áo mới. Chiều nay trời nắng mát, nắng trong dịu dịu của bầu trời còn đọng hơi nước, chiếu lấp lánh trên những giọt mưa ngủ quên trên kẽ lá. Gió đưa nhẹ, lay động hàng bắp xanh non như mời gọi tâm hồn người lữ thứ hòa nhập với thiên nhiên. Ngồi trên sàn nhà thoáng mát bên cạnh vò rượu cần thơm, Nhật thấy yêu mến vô cùng khung cảnh êm đềm thơ mộng ở ngoài kia. Đối diện với chàng thiếu quý đinh trùi mặt cũng đỏ gay, ông ngồi trầm tư hàng giờ không nói, có lẽ ông thả hồn về dĩ vãng, về một đêm mưa gió gào thét hải hùng với hàng trăm xác người ngã xuống làm nghẹt cứng dòng sông, màu nước trong xanh đã đổi sang màu đỏ lờ nhờ vì máu. Hôm nay, Nhật tới thăm thiếu quý trùi lần cuối trước khi ông lên đường theo học khóa sĩ quan hoàn hảo, biết rằng ông có 12 bà vợ, thiếu tá tiểu đoàn trưởng đã ưu ái cho ông nghỉ phép trước 2 tuần, với hy vọng là sau khi chia tấm thân gầy cho mỗi bà một đêm, thiếu quý trùi còn mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức lên đường. Chính Nhật đôi lúc muốn hỏi ông nhiều chuyện mà cứ nấn ná mãi vì sợ làm phiền, chờ đến ngày cuối cùng mới tới thăm ông. Nhật ngạc nhiên và vui mừng thấy ông còn khỏe mạnh chứ không nằm luôn như ông vua Lê Long Đỉnh. Thấy Nhật tới, thiếu quý trùi mừng lắm. Ông cũng đang cần gặp chàng để hỏi thăm về khóa học đã làm ông lo lắng gần như mất ăn mất ngủ. Tiếng kinh ông nói không rành rẽ, huống hồ đi học khóa sĩ quan phải viết lách lui thôi làm cho ông ớn lạnh. Thà cứ cho ông đối diện với cả tiểu đoàn Việt Cộng còn hơn bắt ông phải đi học như thế này. Nhưng biết làm sao hơn, đã là người ở trong quân đội thì chỉ có thi hành lệnh chứ nào ai dám cãi. Nhật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là khóa học hoàn hảo thì ai cũng đậu, ai cũng bảng vàng đề tên, để ông đừng lo lắng quá, thế mà ông vẫn chẳng an tâm. Nhưng dù có lo thế nào đi nữa cũng phải uống rượu tiêu sầu, vì vậy mà chế rượu được mang ra, thịt nai được nướng lên để ông đãi khách, bốn thầy trò Nhật được mời cởi giày phủi chân ngồi xuống sàn nhà. Lạ thay, rượu như cho ông thêm sức mạnh, đẩy lui nỗi lo sợ vẩn vơ. Rượu như xếp lại thời gian đưa đinh trùi vào dĩ vãng khi Nhật hỏi ông đôi điều về ngày ấy. Ông nhìn Nhật gật gù lẩm bẩm mấy tiếng địa phương, làm thầy trò Nhật chẳng hiểu gì, cứ mở mắt to ra như muốn hỏi. Ý chừng đinh trùi cũng biết thế, ông lại mỉm cười bảo Nhật. À, thiếu quý Nhật có biết đinh to rang không? Ta cho cưới đinh to rang đó, chịu không? Ta thấy thiếu quý vừa với đinh to rang lắm đó. Nhật không trả lời câu hỏi của ông trong lúc ba người đệ tử thích chí cười vang. Chàng trầm ngâm đốt lên một điếu thuốc trê vừa mới quấn xong rồi hỏi lại. Tôi có được nghe nói Tơ Rang là con một của người bạn của thiếu quý trước khi chết nhờ coi sóc giùm. Vì thế ông nhận Tơ Rang làm con nuôi phải không? Ê, đúng, đúng. Tơ Rang là con nuôi của Định Ngang. Phải viên hành chánh xã ở đây mà nó chết 4 năm rồi. Nó gửi ta coi sóc giùm Tơ Rang nên ta coi Tơ Rang như con ta vậy. Thế vợ mấy đâu sao Tơ Rang không ở với mẹ? Vợ Đinh Ngang hả? Cũng chết luôn, từ cái ngày đổ máu trên đồi con yên đó, lâu lắm rồi. Ông cúi xuống lẩm bẩm, lâu lắm rồi, có đến 7-8 năm qua, cây rừng đã thay bao nhiêu lần lá, nước rừng như đã rửa sạch dấu vết mang rợ ngày xưa. Nhưng đối với ông, chuyện xảy ra còn rất rõ như mới hôm qua ngay trên đồi Trinh Nữ. Nhật treo lên vui mừng khi nghe ông nhắc đến đồi Trinh Nữ. Chàng nhìn thiếu quý rùi, nói như cầu khẩn. Thiếu quý cũng biết chuyện xảy ra ngày trước ở đồi Trinh Nữ à? Chuyện thế nào, ông kể cho tôi nghe được không? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi ông về chuyện ấy, nhất là một gia đình hay đúng hơn về một người con gái. Thiếu quý làm ơn kể cho tôi nghe đi. Thiếu quý rùi gật đầu rồi cúi xuống, suy nghĩ một hồi lâu, ông lại ngẩng lên đưa mắt nhìn bọn Kiệt nhiều nhu. Đinh Rùi quay về phía Nhật như muốn hỏi ý kiến chàng có nên cho bọn chúng nghe không. Trong ba thằng thì nhiều là đứa tinh ý nhất, nó vội đứng lên và nhắc ba thằng kia. Mạnh à, xuống sân chơi tụi bay để hai ông thiếu quý nói chuyện. Nhật từ lâu xem ba đứa như những đứa em, vả lại chàng thấy không có gì cần phải giấu nên nói với thiếu quý Rùi mà như nói với ba đệ tử. Chúng ta đều cùng chung một đại đội, như anh em chung nhà, thiếu quý cứ kể cho anh em chúng tôi nghe.
Thiếu Quý Trùi gật đầu, ông gọi người nhà mang thêm rượu, lấy thêm thịt nai khô. Kiệt và Du đứng lên ngay để phụ khiêng ra một bình cà ró lớn. Hai đứa dùng luôn chày giã gạo đập thịt nai cho mềm ra rồi thổi bếp than nướng lên. Mùi thơm của thịt, mùi cay nồng của rượu làm chúng nó như khỏe hẳn lên. Bây giờ lại nghe được một câu chuyện mà từ lâu đã đi vào huyền thoại làm chúng thêm phấn khởi hơn bao giờ hết. Thiếu Quy Trùi lại cúi đầu xuống để cố nhớ trành trọt từng chi tiết của câu chuyện 10 năm trước mà ông đã chứng kiến. Thành lệnh ông ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiền lành kia giờ đây đã hằn lên nỗi sợ hãi, cùng giận dữ về một ngày xưa gió bão đầy trời, ngoài sân nắng vừa chợt tắt, mây đen lũ lượt kéo về. 10 năm trước, Gia Vực là một thôn xóm đẹp như tranh và yên lành no đủ, chiến tranh chưa hề hiện diện ở đây. Cây rừng đầy hoa trái, đất rừng phá rẫy một mùa đủ nuôi sống con người cả năm. Những thú rừng như heo, nai, chồn mẩn không khi nào thiếu cho những người trai here can đảm và gà vịt đầy sân cho những người con gái chăm làm. Mùa xuân là mùa của hội hè hò hẹn, mùa của những cô gái trinh nguyên sẵn sàng trao thân cho những chàng trai tìm vợ. Buôn làng tràn ngập tiếng hát hò, trống phách, vui đùa, ca múa. Gần đây, muốn đi về Ba Tơ, dân trong buôn không phải luồn cây vạch lối đi như trước. Từ ngày chính quyền quốc gia trở về, một con đường đá rộng đã được khởi công chạy dài từ miền xuôi, ngang qua Ba Tơ, Gia Vực, lên mãi tận Công Tâm. Con đường như dải lụa vắt trên sườn núi và dân trong buôn làng hân hoan từng đoàn, vắt gùi chuyên chở những sản phẩm của rừng xanh xuống Ba Tơ, đổi lấy những đồ gia dụng. Cuộc sống yên ấm, tươi vui, ngày một rộn ràng. Đại diện cho chính quyền quốc gia, đối với dân trong buôn làng khi ấy, là một đồn lính bảo chính quân Bắc Việt được đổi từ miền xuôi Quảng Ngãi lên đây. Mục đích chính của họ là bảo vệ an ninh cho bản làng và những người lính công binh xây đắp con đường tiến thẳng đến Trường Sơn. Song song với những nhiệm vụ thiết yếu ấy, họ còn có thêm công tác khai hóa người dân, đem ánh sáng văn minh đến cho vùng rừng xanh núi đỏ này. Trưởng đồn là một sĩ quan còn trẻ, mới ngoài 30. Ông và những người lính của mình mới từ Bắc vào Nam sau Hiệp định 54 chia đôi đất nước. Đầu tiên, họ theo tiểu đoàn đóng ở Trường Lăng, gần ngay sân bay tỉnh lỵ. Một thời gian khá dài, cho đến một ngày kia chính quyền quốc gia cải tuyển, đổi danh họ thành những người lính bảo an rồi hoán chuyển, xé nhỏ cái tiểu đoàn ấy ra thành nhiều mảnh, phân tán đi khắp mọi nơi. Thiếu Quý Hiệu trưởng đồn được lệnh dẫn cả đại đội dắt díu vợ con bồng bế lên đây phá rừng đắp lũy dựng xây doanh trại. Những ngày đầu tiên tất nhiên là những ngày gian khổ, song với tài chỉ huy khéo léo cộng thêm với sự khôn ngoan mềm mỏng của Thiếu Quý Hiệu, cả đại đội được sự giúp đỡ tích cực của dân trong bản làng. Chẳng bao lâu đồn lũy trại gia binh được mau chóng hoàn thành, sự mua bán đổi chác của dân làng với nhóm người mới tới trở nên nhộn nhịp phồn thịnh. Làm vậy nên sức sống và thay đổi hẳn bộ mặt của Gia Vực vốn bình lặng từ bao nhiêu năm trước đó. Ngày ấy cha của Đinh Trùi còn sống, dù ông cụ đã gần 80 tuổi, mọi người trong buôn làng kính nể, làm theo những lời ông, vì chính ông cụ là ông già làng, một chức vụ giống như tù trưởng của những bộ lạc lớn. Thiếu Quý Hiệu đã khéo léo ân cần giúp đỡ, giảng giải cho ông cụ thấy được điều hay của nếp sống văn minh. Ông cũng nói rõ rằng mục đích của những người lính tới đây là để giữ gìn an ninh cho làng bản, đem ánh sáng văn minh đến với rừng xanh, mang những tiện nghi vật chất đến cho từng mỗi con người. Điển hình là con đường nối liền từ miền xuôi lên, ngang quận lỵ Ba Tơ tới đây rồi chạy lên những dãy núi cao xa mãi ngoài kia. Con đường nối liền những miền xuôi ngược chuyên chở no ấm và yêu thương đến những thôn làng. Bao nhiêu tiện ích và những nhu cầu cần thiết như cơm, như gạo, muối hàng ngày cho mỗi người dân đều đã đi qua con đường thân yêu đó. Từ ngày con đường được xây đắp nên đã làm cho Gia Vực đổi mới rộng ràng. Những người con trai làng đã thấy được xa hơn là những dãy núi tàn cây bao quanh đời họ. Đinh Trùi cùng với bạn bè nô nức góp phần vào công việc lợi ích chung cho tất cả bản làng. Năm ấy, ông đã ngoài 30 và gần như gánh vác mọi công việc của cha già. Ông cùng với Đinh Ngang chỉ huy đám trai làng phụ giúp với những người lính công binh lo toan mọi việc, bù lại họ được trả lương xứng đáng. Bao nhiêu thứ hiếm hoi và quý báu cho núi rừng nhờ có con đường được chuyên chở đến thường xuyên dễ dàng hơn.
Đinh Trùy biết rất rõ về người sĩ quan trưởng đồn năm ấy. Gia đình ông tất cả ở đây gồm có một bà vợ xinh đẹp hiền từ và một cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Họ thường cùng nhau đi khắp bản làng, nhất là tới nhà ông thường xuyên để bàn việc và trò chuyện với cha ông. Họ thảo luận với nhau tất cả mọi công việc, từ việc xây dựng bản làng, đường xá đến mùa màng. Thiếu Quý Hiệu khuyến khích mọi người thường xuyên canh tác hoa màu theo kiểu người miền xuôi, chắc chắn và ổn định hơn lối du canh trước đây, vừa bấp bênh vừa thiệt hại đến thiên nhiên. Mọi việc tưởng chừng như êm đềm xuôi chảy, cho đến một ngày kia đi rừng, Đinh Trùy bị bao vây bởi một nhóm người lạ mặt. Họ chừng hơn 20 người, đa số là người miền xuôi, cũng có một vài người thượng Here như ông, và mãi sau này ông mới nhận ra, đó là những thằng gian xảo đã có lần ăn trộm trâu và đào trộm củ, bị trừng phạt và đánh đòn rất nhiều lần. Chúng bỏ buôn làng ra đi biển biệt. Lần này chúng theo đoàn người lạ mặt trở về. Họ dẫn Đinh Trùy đến một nơi khác ngồi chung với một đám dân làng đã bị giải về đây từ lúc nào. Những con người lạ mặt ấy bắt đầu nói đến những danh từ nghe thật lạ tai. Nào là chiến tranh giải phóng, nào là vùng lên phá hủy con đường mà theo lời họ, đó chính là xiềng xích của một bọn người tay sai cho đế quốc muốn nô lệ hóa người dân. Đinh Trùy và dân làng nào có hiểu gì về những danh từ ghê gớm ấy? Ông trố mắt ngạc nhiên khi thấy họ lôi trong bụi ra một ông già, tay đã bị trói quặt đằng sau. Một tên cầm súng dí vào người ông, ra trước đám đông nó đạp một cái làm ông già té sấp. Đinh Trùy há mồm trợn mắt ngạc nhiên khi thấy ông già đó chính là cha của mình. Ông toan chạy đến để đỡ cha thì họng súng đã chỉ thẳng về phía ông, bắt ông đứng yên tại chỗ. Mấy thằng Here ăn trộm trâu khi trước bắt đầu kể tội ông già. Chúng nó đặt lên ông không biết bao nhiêu là tội, mà cái tội nặng nhất là hợp tác với lính quốc gia và bắt trai tráng làm việc cho tụi tay sai. Khi thêm thắt bịa đặt ra những tội tưởng tượng xong, chúng liền ra lệnh cho ném đá và lấy cuốc nạnh kỹ lên đầu ông cụ. Nhìn cảnh tượng cha già dãy dụa co quắp thân mình sau nhát cuốc, Đinh Trùy thấy lòng mình tê điếng, hờn căm. Trùy ông bình thản lại, nỗi đau đớn đã làm tê liệt thần kinh để ông không còn biết đau hơn nữa. Ông dương mắt ngó lại từng thằng trong buổi đấu tố hôm ấy. Hơn 20 thằng giải phóng làm theo lệnh của một thằng thấp bé lùng sủng như trẻ con. Hắn chạc bằng tuổi ông nhưng không lanh quỷ quyệt. Mãi tận sau này ông mới biết tên hắn là Từ Ti, mà đồng đảng thường gọi bằng cái tên rất cung kính là anh ba. Ông vẫn tưởng rằng sau buổi tập trung để giết người ấy, bọn ông sẽ được thả về. Đinh Trùy đã định bụng phải vạch ra kế hoạch thông báo cho đồng lính bảo an được biết để tảo thanh trừ khử những quân cướp của giết người này. Nhưng mà không như ông phỏng đoán, bọn Việt Cộng tàn ác hơn nhiều. Khi bắt một số người mà chúng nó nghĩ rằng hợp tác với chính quyền quốc gia, chúng đã có kế hoạch dẫn họ giải đi về một vùng giải phóng, để bọn người này làm nô lệ trong những mật khu sản xuất lương thực nuôi quân. Đã là Việt Cộng, thằng nào mà chẳng không lanh quỷ quyệt, chúng nó sẽ làm những chuyện động trời mà trong đầu óc chất phác của ông không hề nghĩ tới. Nhìn quanh đám người bị bắt tụ họp ngày ấy, Đinh Trùy thấy toàn là những gương mặt thân quen của những chàng trai khỏe mạnh trong buôn làng. Bạn ông là Đinh Ngang cũng bị dẫn tới ngồi ủ rũ ở một gốc rừng, cũng như gia đình ông. Gia đình Đinh Ngang thuộc loại khá giả trong buôn, và đối với Cộng sản thì khá giả đã là một tội nặng rồi. Chiều hôm ấy họ bị dẫn đi ngay. Cũng may mà chúng không trói tay ông và những người khác lại với nhau. Chắc là chúng muốn đoàn người di chuyển mau hơn. Đinh Trùy cố tình đi chậm lại đến gần Đinh Ngang. Ông đưa mắt nhìn bạn như thầm bảo sẽ trốn đi, trốn trên đường di chuyển nếu có cơ hội. Đinh Ngang hiểu ý ngay và gật đầu ra dấu hiệu sẵn sàng. Trời xanh mỗi người đều có một cá tính đặc biệt. Với những người thượng, ngôn ngữ của họ càng nghèo nàn thì sự nhận biết bằng thủ hiệu của họ lại càng cao. Vì thế chỉ một cái liếc mắt gật đầu đưa tay, Đinh Ngang và Đinh Trùy đã cùng ngầm hiểu phải làm gì. Đinh Trùy vừa đi vừa cầu nguyện, ông mong Thiếu Quý Hiệu và những người lính trong đồn phát giác ra được chuyện này thì bọn ông sẽ được giải cứu ngay. Nhưng vừa ra khỏi đám rừng thưa thì ông ngạc nhiên và kinh sợ, vì trước mặt ông dưới những gốc cây cổ thụ của rừng già, một đoàn quân của giặc đông như kiến cỏ có đến mấy trăm người, không biết chúng từ đâu tới mà đông quá, vũ khí đạn dược thật là đầy đủ. Thật sự hôm đó là ngày chúng gom góp toàn lực lượng trong tỉnh tụ họp về đây để mừng mặt trận giải phóng miền Nam của chúng vừa được thành lập mà ông nào có biết.
Nhưng Đinh Rùi biết rằng bọn họ không cần che giấu các ông là chúng tụ họp đông đảo ở đây thì chắc là ông khó được thở về. Vì thấy ý nghĩ trốn chạy càng nung nấu trong ông. Ông ước lượng từ chỗ bị bắt đến đồi 157 không xa, mà lo sợ cho số phận những người lính trong đồn. Nếu đúng như ông dự đoán thì chỉ nội trong đêm nay chuyện đánh nhau sẽ phải xảy ra. Đêm xuống nhanh mà đoàn người di chuyển chậm, họ men theo bờ sông Tre đi ngược về miền Ô Chai Tà Nót. Đối với ông, cái dãy núi xanh thẳm xa xăm kia cũng không hẳn là lạ lùng, vì ông có lần du cư ở đó. Nhưng mà chuyến đi này ông thấy nó lạ lùng vì những sự đổi thay mà ông không hề biết. Dẫn đầu đoàn người là mấy thằng Here ăn trộm trâu dạo đó. Chúng nó vác mỗi thằng một khẩu CKC có lưỡi lê dài gần bằng chiều cao của chúng. Đinh Rùi không hiểu sao chúng lại gắn lưỡi lê dài ngoằng ra như hăm dọa. Sau này ông mới biết ra là chưa chắc chúng đã có đủ đạn để bắn nên phải gắn lưỡi lê vào để khi hữu sự dùng được ngay. Ông đã đoán đúng. Đinh Rùi không phải chờ đợi lâu để nghe tiếng súng. Mới đi được quãng ngắn là giông bão đã nổi lên, sấm chớp và mưa rừng kéo về. Đêm đen như được xẻ ngang xẻ dọc bởi những ánh chớp và đạn bom. Mọi người đều nhốn nháo đi tìm chỗ nấp, mặc cho mấy thằng thượng cổng hét hò, đám đông mỗi lúc một xáo trộn hơn lên. Lợi dụng lúc hỗn động ấy, ông kéo tay Đinh Ngang chạy thẳng vào rừng. Bắt trước, ông đám trai làng sau một phút bàng hoàng cũng túa ra như chợ vỡ. Vậy mà mấy thằng thượng cổng đi theo chỉ biết kêu lên chứ chẳng bắn phát nào để thị uy đám người chạy trốn. Thoát được vào rừng, Đinh Rùi tìm đường về lại bản làng. Sinh ra và lớn lên trong rừng thẳm, ông thuộc từng bờ cây bụi cỏ, từng mỏm đồi hốc đá. Nhưng vì lẩn tránh kẻ thù mãi tận gần sáng ông mới về tới bản làng. Bây giờ tiếng súng đã yên lặng sau một đêm dài thi nhau nổ. Ông biết là đồn lính đang bị tấn công nhưng chưa biết thế nào. Đến khi thấy mấy thằng buổi chiều hôm trước đang hò hét tụ tập dân bản thì ông đã đoán được sự thể ra sao. Trời sáng dần, Đinh Rùi và Đinh Ngang cùng nấp trong một bụi cây cao lá gai kín mít. Từ phía trên họ nhìn rất rõ khung cảnh dưới chân đồi. Trại lính bây giờ vẫn còn bốc cháy nhưng cảnh tan nát tiêu điều đã phơi bày rõ ràng dưới ánh nắng mai. Dân làng được dồn vào một chỗ bên bờ sông Tre để cho anh ba Từ Ti lập tòa án nhân dân. Những người lính bị trói quặt hai tay ra sau lưng, một toán hàng mấy chục người được dẫn ra trước bờ sông Tre chờ xử tội. Trong đám ấy, Đinh Rùi thấy có cả thiếu quý hiệu trưởng đồn. Ông vẫn còn mặc quân phục nhưng không còn mũ đội. Hai tay ông dù bị trói, địch quân vẫn cẩn thận quấn quanh người ông mấy sợi to. Tên tỉnh quỷ Từ Ti đang khoa tay múa chân chỉ vào những tù binh nói với dân làng và đám vợ con của họ. Đây là những tên phản quốc làm tay sai mỹ diệm chống lại nhân dân. Tội của họ đáng lẽ là tội chết nhưng cách mạng giống khoan hồng độ lượng cho họ một con đường lao động để đối công chuộc tội. Những người này sẽ được đưa lên một nơi an toàn để họ có cơ hội cải tạo lại bản thân. Hoan hoang về cách mạng, về Bác và đảng mãi tận trưa, Từ Ti mới cho dân làng giải tán. Hắn cũng ra lệnh cho toán vợ con những người lính di chuyển về mật khu Tà Nót. Đinh Ngang và Đinh Rùi vẫn nằm yên nín thở trong bụi rậm, đợi cho đoàn người đi hết. Lúc này chỉ còn lại bộ đội và du kích cộng sản ngồi bao quanh đám tù bên bên bờ sông Tre. Hai người tưởng họ sẽ dẫn những người tù đi luôn để ló mặt ra, nhưng không, họ vẫn ngồi cả đấy. Sau một đêm giao tranh, trên mặt sông Tre đã đầy những xác người trôi về một chỗ, đó là cái eo thắt bên đồi. Đinh Rùi nhìn xuống mặt sông nhẩm đếm trên dòng nước lạnh lùng kia có bao nhiêu thi thể lặn lờ trôi. Chiều qua nhanh, đêm xuống mà đoàn người vẫn còn ngồi yên một chỗ. Hai ông nấp trong bụi nhìn nhau thắc mắc như muốn hỏi lại sao họ không di chuyển những người tù binh như Từ Ti nói lúc trưa. Tuy là đêm tối nhưng nhờ ánh trăng tròn hai người vẫn có thể nhìn rõ từng người. Mệt mỏi vì đã hai đêm không ngủ, cả hai thiếp vào trong giấc ngủ vật vờ. Đến khuya, những tiếng rú thất thanh, tiếng kêu gào thảm thiết, làm Đinh Rùi thẳng thốt tròn dậy. Ông không tin ở mắt mình khi thấy những âm thanh mã tấu vung lên chặt đám tù binh ra làm nhiều khúc. Chặt một người đang sống, chân tay đã trói là chuyện khó làm, mà chặt hơn 20 con người còn sống, thì chỉ có những người đi theo cách mạng mới làm nổi. Cái vĩ đại và phi thường của con người cộng sản là ở chỗ này đây. Hơn 20 người bị chặt ra làm nhiều khúc thả xuống sông Tre, cộng thêm với những xác chết trong đêm giao tranh cùng trôi về một chỗ trũng sâu, trong dòng sông cạn đã làm nghẽn nước dòng sông. Thi hành xong thủ đoạn, Từ Ti và đồng bọn ra đi.
trong bụi đinh ngang và đinh trùi mở to mắt kinh sợ, thao láo nhìn nhau không nói nên lời. Trong đầu óc chất phát và đơn giản của hai ông không nghĩ được rằng tại sao lúc trưa này chính miệng tên tỉnh ủy Từ Ty khoác lác với đồng bào về cách mạng khoan hồng tha chết cho những người lính bại trận kia, mà đêm đến chính hắn lại ra lệnh giết. Họ thành thật đến nỗi không hiểu và không nghĩ rằng mị dân và dối trá là nghề của Việt Cộng. Đạo đức với tình nhân loại không thể có trong con người cộng sản. Hai ông không hiểu nổi những danh từ, những chủ nghĩa và giai cấp, cũng chẳng hiểu tự do dân chủ là gì. Nhưng hôm nay họ hiểu được rằng đám người mang rợ kia là những con ác thú đội lốt con người. So với thiếu quý hiệu trưởng đoàn và những người lính quốc gia, họ luôn luôn tương phản, tựa như ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối.